Dịch viêm đường hô hấp cấp đang diễn biến phức tạp. Tổng giám đốc WHO công bố đại dịch toàn cầu. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc công bố dịch COVID-19 trên phạm vi toàn quốc. Đóng cửa và ở yên trong nhà là mệnh lệnh. Khoảng 90.000 bác sĩ, 125.000 điều dưỡng cả nước được điều động. Dịch COVID-19 của Việt Nam được Tổ chức Y tế Thế giới ghi nhận là thực hiện rất tốt. Tại thành phố Hồ Chí Minh, người dân đã nghiêm túc cách ly toàn xã hội. Hai bệnh nhân mắc COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh được ra viện. Những nỗ lực của các y bác sĩ cũng đã góp phần chặn đứng việc dịch bệnh lây lan. Chúng ta đang sống trong một thời điểm đầy biến động. Ngoài các y bác sĩ tuyến đầu, lực lượng quân dân, chúng ta còn có những gương mặt trẻ, tuy ngây thơ nhưng tràn đầy lòng nhiệt huyết. Chính vì lý do đó mà hôm nay chúng mình mong muốn gửi đến sản phẩm Việt Nam Tử Tế để dành tặng cho các y bác sĩ tuyến đầu, lực lượng quân nhân cũng như là các bạn tình nguyện viên. Chúc cho mọi người sẽ có thật là nhiều sức khỏe và Việt Nam chúng ta sẽ lại thương lấy nhau, ôm lấy nhau như cách mà chúng ta đã từng. Thêm khó khăn càng gần bên nhau, nhẹ đi nỗi đau chỉ đôi một sầu, vượt qua cơn giông lớn nghĩa là thêm vui hơn. Từ lâu nay ta vẫn thế chung sức vai kề, mang cho nhau nắng mai, đùm bọc nhau khi nắng chiếu vai, gần bên nhau vang lên tiếng ca nhọc nhằn cũng sắm phai nhòa. Bao đau thương sẽ qua, nụ cười em thương như pháo hoa. Mình cầm tay nhau, mình cầm tay nhau đi, dừng dừng đôi hàng mi. Hát không cần biết mọi người, mang làn sóng khắp nơi phong sinh cuộc đời. Tim ta cất lên niềm vui, bầu trời hôm nay sẽ hơn mọi ngày. Sống phát thay mang tin mừng về, một ngày mới có nắng lên gần kề. Mưa giông đã qua rồi, ta cho những nụ cười mới, vì một Việt Nam sáng tươi. Cho nhau nắng mai, đùm bọc nhau khi nắng chiếu vai, gần bên nhau vang lên tiếng ca nhọc nhằn cũng sẵn phai nhòa. Bao đau thương sẽ qua, nụ cười em thơ như pháo hoa. Mình cầm tay nhau đi, dừng dừng đôi hàng mi. Hát cùng cảm nhận cùng mọi người, mang làn sóng khắp nơi phong sinh cuộc đời. Tim ta cất lên niềm vui, bầu trời hôm nay sáng hơn mọi ngày. Sống phát thanh bao tin mừng. Việt Nam tử tế, Việt Nam tuyệt vời, Việt Nam tử tế, Việt Nam tuyệt vời. Hát cùng cả bên cùng mọi người, mang làn sóng khắp nơi phong sinh cuộc đời. Tim ta cất lên niềm vui, bầu trời hôm nay sáng hơn mọi ngày. Sóng phát thanh bao tin mừng về, một ngày mới có nắng như lời thề. Mưa giông đã qua rồi, ta cho những nụ cười mới. Thương lấy nhau, mình ôm lấy nhau, vì chúng ta người Việt Nam. Đi đến đây rồi cũng sẽ quay về với đất trời Việt Nam. Đi đến đâu, dù xa đến đâu, ta vẫn chung nhau một nhà. Cùng trao những nụ cười mang đến khắp mọi nơi, vì một Việt Nam sáng tươi. Nếu sau một giấc ngủ ngon, ta tỉnh dậy và lại được chứng kiến một Việt Nam khỏe mạnh và bình dị. Mình xin chúc cho tất cả các y bác sĩ tuyến đầu, các anh chiến sĩ bộ đội và các bạn tình nguyện viên sẽ có thật là nhiều sức khỏe. Cả chúng ta hãy giữ vững một tinh thần lạc quan bằng những điều tích cực để mỗi ngày chống dịch trôi qua thật là nhẹ nhàng nhé. Việt Nam à, hãy cố gắng. Mỗi người chúng ta hãy đồng lòng tạo nên một Việt Nam thật là tử tế. Chúng ta sẽ chiến thắng đại dịch, không bằng cách này cũng sẽ bằng cách khác. Mình xin gửi đến tất cả mọi người lời chúc sức khỏe và ngàn lời yêu thương chân thành. Việt Nam cố lên.